Đừng làm điều này nếu không muốn thẻ xanh 10 năm của anh chị bị ảnh hưởng. Nhiều anh chị đang ở Mỹ với tình trạng thẻ xanh có điều kiện thẻ xanh 2 năm thì cần đặc biệt lưu ý những cái điều kiện để không ảnh hưởng tới thẻ xanh 10 năm của các anh chị. Diệp Trúc và sự thật định cư Mỹ. Đó là hạn chế trong việc nhận những cái phúc lợi của chính phủ, như là nếu mà chúng ta tham gia những cái gói bảo hiểm Medicaid, chương trình hỗ trợ y tế dành cho người có thu nhập thấp, hỗ trợ tài chính và tiền mặt cho gia đình, ví dụ như Temporary Assistance for Needy Families, TANF, nhận sự hỗ trợ về nhà ở dành cho những người có thu nhập thấp hay còn gọi là Public Housing, hay nhận phiếu mua thực phẩm dành cho những người có thu nhập thấp. Chắc là anh chị đang thắc mắc là những chương trình này là chính phủ hỗ trợ cho người dân và anh chị có thẻ xanh 2 năm gọi là thường trú nhân, tại sao không được nhận, đúng không ạ? Chúng ta có thể được nhận, nhưng vì trước khi anh chị nhận thẻ xanh vĩnh viễn, cơ quan di trú USCIS sẽ đánh giá liệu người đó có phải là gánh nặng xã hội hay không, gọi là public charge. Nếu như anh chị nhận quá nhiều phúc lợi hay lạm dụng bất kỳ chương trình nào mà thể hiện rằng mình không đủ khả năng tự chủ tài chính, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thẻ xanh 10 năm của anh chị, bởi vì các anh chị chúng ta đang đi theo diện đầu tư, có nghĩa là những người có khả năng tài chính.